bão mà, ảnh hưởng của bão. Cái gì sao buồn không? Hôm nay đi nhậu, đi dỗ một chắc không đi cho. Thấy thương không? Tôi đi cả ngày. Đi cả ngày để mình nhắm mình theo được không? Mày không có lấy này à? Có lấy mấy ổ. Lấy mấy ổ, nói đi. Mưa.
đừng có bỏ gì hết nha. Cô chú nhìn thấy không? Có mấy bên này ảnh hưởng của bão á. Dạ. Vất vả
nhé. Trời nắng đó, dễ chịu hơn. Đó, trời nắng dễ chịu hơn. Cái em 50 đi chị. 50. Dạ con. Lily về chặt heo quay về mà các ông kêu heo quay ngon quá trời, mà kêu ăn không ăn heo quay mà ăn cái khác. Ăn cá xíu hay gì? Ăn cá xíu. Ăn giò. Heo quay quá ngon rồi mà kêu không ăn heo quay mà ăn cái khác, tôi cũng chả hiểu nữa. Ăn dao cầm cái bên. Đúng không chị Nga? Đúng rồi. Mấy anh sao á, chả biết rồi. Để quay quá ngon mà. Thank you.
cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em, cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.